Tại kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 7 vừa qua, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có báo cáo về kết quả giám sát chính sách pháp luật về thu hồi đất, giao đất bồi thường, hỗ trợ tái định cư tại các dự án lớn trên địa bàn tỉnh. Báo cáo đã cho thấy nhiều bất cập và đồng thời cũng đã thể hiện nhiều quan điểm rõ ràng hơn trong xử lý các dự án treo. Đây là nét nổi bật trong phát huy vai trò giám sát của Hội đồng thời gian qua. Phần tổng hợp sau của phóng viên thời sự sẽ cho thấy cụ thể hơn về vấn đề này. Tại Phong Điền, một số dự án sau khi được giao đất vẫn chậm triển khai thực hiện, có dự án khởi công đồng thổ nhưng bỏ hoang cả chục năm trời. Trong khi đó, chính quyền địa phương không thể thu hồi đất để bàn giao cho nhà đầu tư mới hoặc bàn giao cho người dân sử dụng, gây lãng phí rất lớn tài nguyên đất, ảnh hưởng đời sống nhân dân. Điển hình là nhà máy năng lượng pin mặt trời được đầu tư xây dựng tại xã Phong Hòa, huyện Phong Điền với tổng vốn hơn 6.200 tỷ đồng, nay đã trở thành con nợ của nhiều hộ dân địa phương. Chính quyền địa phương cũng đã phối hợp với các ngành ra soát là các dự án không thực hiện để có hướng xử lý. Đối với các cái dự án trên địa bàn huyện mà được tỉnh cho thuê mà lâu nay mà triển khai không hiệu quả, không hiệu quả hoặc là chậm triển khai, thì đối với một số dự án cụ thể thì chúng tôi đã có cái văn bản kiến nghị Ủy ban tỉnh xem xét thu hồi. Một số dự án khác thì chúng tôi là kiến nghị Ủy ban tỉnh tiếp tục xem xét để có các giải pháp để làm sao đó để sử dụng đất đai có hiệu quả. Trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế hiện có hàng loạt dự án bỏ hoang, xây dựng theo kiểu xỉ phân. Thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc thu hồi 24 dự án chậm triển khai trên địa bàn tỉnh, đến nay đã thu hồi 19 dự án. Riêng các khu công nghiệp, khu kinh tế có 10 dự án, số còn lại đang tái khởi động tiếp tục đầu tư trở lại, một số dự án chưa triển khai. Qua theo dõi, hiện một số dự án chưa triển khai do gặp một số khó khăn trong khâu đền bù giải phóng mặt bằng, vay vốn. Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, nguyên nhân chậm triển khai là do các dự án cũ nằm trong bối cảnh chính phủ có quyết sách thay đổi lớn trong việc điều chỉnh các dòng vốn đầu tư, nhất là từ các doanh nghiệp nhà nước thông qua hình thức không cho phép đầu tư ngoài ngành, nên một số dự án từ các doanh nghiệp nhà nước trước đây cấp phép đầu tư bị dừng lại, cần thời gian xử lý, huy động thêm nguồn vốn hoặc kết thúc dự án. Song do các dự án này có tài sản trên đất dẫn đến thu hồi chậm. Ngoài ra, một số nhà đầu tư thời điểm trước năm 2007-2008 là nhà đầu tư có tiềm lực. Sau thời điểm này, do khủng hoảng kinh tế nên rơi vào tình trạng khó khăn, thiếu vốn nên không thể triển khai dự án đúng tiến độ. Trình cho hội đồng 24 dự án để thu hồi thì phần lớn thì những cái dự án này thì liền là kéo dài, và đối với tỉnh, đối trong cái vai trò của tỉnh, trách nhiệm của tỉnh với nhà đầu tư thì gần như chúng ta đã làm hết trách nhiệm. Và bây giờ thì cái việc thu hồi thì phần lớn thì các nhà đầu tư đều cũng chấp nhận là thỏa đáng. Và cũng rất mừng thì sau khi thu hồi thì một số dự án của chúng ta thì cũng đang được rất nhiều nhà đầu tư khác quan tâm để mà triển khai trở lại. Và một số trong đó thì một số nhà đầu tư cũng đã khôi phục lại được triển khai tiếp. Và thời gian tới thì Sở Đầu tư cũng sẽ phối hợp cùng các đơn vị liên quan để tiếp tục đôn đốc để xử lý thu hồi những cái dự án còn lại mà không còn khả năng triển khai để kêu gọi đầu tư tiếp theo nữa. Mới đây, đoàn giám sát Hội đồng Nhân dân tỉnh do ông Cái Vĩnh Tuấn, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với 19 đầu mối là các sở, ban ngành địa phương và các nhà đầu tư trên địa bàn về tình hình thực hiện chính sách pháp luật về thu hồi đất, giao đất, bồi thường và hỗ trợ tái định cư các dự án lớn trên địa bàn tỉnh từ tháng 7 năm 2014 đến nay, nhằm ra soát lại nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về hiệu quả thu hút các dự án đầu tư và thu hồi các dự án chậm tiến độ. Tại những nơi làm việc, trưởng đoàn giám sát Hội đồng Nhân dân tỉnh ông Cái Vĩnh Tuấn đề nghị lãnh đạo các đơn vị liên quan ra soát các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn, phối hợp với các địa phương, nhà đầu tư có phương án liên doanh, liên kết nhằm đẩy nhanh thực hiện tiến độ các dự án. Trong trường hợp chậm tiến độ kéo dài, không thể triển khai thực hiện dự án, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ ra nghị quyết kiên quyết chấm dứt đầu tư, thu hồi dự án. Là đất đai là một tài nguyên vô giá của quốc gia, tài nguyên tài sản quốc gia. Đấy. Chúng ta cũng đã trải thảm đỏ để giang tay tạo điều kiện tối đa cho những nhà đầu tư có tâm huyết, có năng lực vào đầu tư. Và thực tế như tôi đã nói trên thì rất nhiều nhà đầu tư đã làm thật, tạo nên những diện mạo mới, có phần thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh nhà. Tuy nhiên là quá trình triển khai thì vẫn còn nhiều nhà đầu tư do nhiều lý do khác nhau là không làm. Năm 2017 thì chúng tôi, Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đã ban hành nghị quyết thu hồi 24 dự án, 29 dự án khác là thuộc diện giám sát đặc biệt và 26 dự án là đôn đốc thực hiện. Và qua kiểm tra rà soát thì hiện nay vẫn có tiếp tục một số dự án là hiện nay không triển khai. Thì trong đợt giám sát lần này
Cùng với là nghị quyết của Hội đồng tỉnh, chúng tôi cũng sẽ đề nghị là tiếp tục ra soát. Nếu những nhà đầu tư không làm thì ta cương quyết thu hồi. Cùng với trại thăm đỏ kêu gọi và thu hút đầu tư, tỉnh cương quyết thu hồi và chấm dứt hoạt động đối với các dự án treo, dự án chậm triển khai nhằm tạo môi trường đầu tư lành mạnh, tiếp tục thu hút các nhà đầu tư tiềm lực, tránh lãng phí quỹ đất.